cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Alisa, cuộc trốn chạy kinh hoàng trong 55 giờ của bà mẹ năm con. Alisa và Trevor gặp nhau lần đầu tiên vào năm 1995 tại trường trung học ở ngoại ô Philadelphia, Mỹ. Họ đã bắt đầu hẹn hò vào 3 năm sau đó. Alisa ấn tượng với sự tự nhiên, vui vẻ và quyến rũ của Trevor. Cô luôn giữ vị trí quan trọng nhất đối với bạn trai. Cặp đôi này đã kết hôn vào năm 2001, cả hai đang hào hứng để bắt đầu một cuộc sống mới. Không lâu sau, thì Alisa đã mang thai con gái đầu lòng tên là Aden. Lúc ấy tôi hình dung cuộc đời của mình sẽ trở thành một bà mẹ nội trợ, Alisa nói. Trong những năm sau đó, cặp đôi lần lượt sinh thêm 4 người con khác là Landon, Gray, Grad và Cooper. Trevor ban đầu thì thành lập một công ty thiết kế hồ bơi và cảnh quan, sau đó lại bắt tay vào lĩnh vực bất động sản. Người đàn ông này đã liên tục thay đổi công việc kinh doanh chỉ trong một thời gian ngắn. Gia đình của họ đã chuyển nhà nhiều lần để Trevor có thể theo đuổi các cơ hội từ Pennsylvania đến Florida, Las Vegas, rồi California và cuối cùng là Sunshine State. Cô con gái lớn Aden của họ dù vẫn gần gũi với mẹ, nhưng đặc biệt thân thiết với bố mình. Aden thường được bố dẫn đi chơi riêng ở công viên. Nhưng rồi, mối quan hệ giữa hai vợ chồng dần thay đổi theo hướng xấu đi. Theo Alisa, thì Trevor dần kiểm soát cuộc sống của cô với mỗi lần chuyển nhà và sinh thêm con. Alisa phải mặc những gì chồng chọn, không được giao tiếp với bất kỳ người đàn ông nào ngoài chồng. Qua những cuộc điện thoại Trevor trao đổi về việc kinh doanh, thì Alisa biết được chồng mình thường xuyên gặp rắc rối về tài chính, đó là không trả được nợ. Nhưng anh luôn đổ lỗi vấn đề của mình cho người khác và luôn tin rằng những khủng hoảng này sẽ qua đi. Năm 2016, vì không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng thì Alisa đã đề nghị ly hôn. Không muốn gia đình tan vỡ nên Trevor đã cầu xin cô ở lại. Alisa khi thấy chồng có vẻ thành ý nên đã chấp nhận điều đó. Nhưng rồi, hành vi chiếm hữu của anh ta trở nên tồi tệ hơn. Anh ta đã lấy điện thoại di động và xe của vợ. Tồi tệ hơn là đã giam lỏng cô tại nhà và theo dõi mọi hành động. Cô cảm thấy như là tù nhân trong chính ngôi nhà của mình. Alisa biết rằng cô phải bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Cô luôn tìm cách trốn thoát nhưng không có cơ hội. Vào tháng 10 năm 2016, Trevor cuối cùng cũng rời nhà để đi làm sau nhiều tuần canh giữ vợ. Alisa nhanh chóng đã chấp lấy cơ hội này để gọi cho tổ chức bạo lực gia đình. Sau khi lắng nghe, họ nói tình hình của cô khá nghiêm trọng. Nhưng trước khi Alisa có thể ra khỏi nhà vào ngày hôm đó, thì Trevor đã xông vào cửa, tấn công và chặn cô lại. Sau một thời gian, thì anh ta đã miễn cưỡng đồng ý để Alisa ra ngoài cùng các con. Cô sau đó đã vội trốn đến nhà bạn ẩn náu khiến cho Trevor phát điên đi tìm. Để an toàn hơn, thì Alisa đã cùng các con chuyển đến một nơi trú ẩn dành cho phụ nữ bị bạo hành, quyết tâm bỏ lại mọi thứ ở phía sau. Trong vài tháng tiếp theo, thì Alisa bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình và các con. Cô bắt đầu rời nơi trú ẩn, chuyển đến nhà mới và tìm một việc làm mới. Cô đã đệ đơn ly hôn nhưng vẫn không thể để Trevor nằm ngoài cuộc sống của mình. Vì phải chia sẻ quyền nuôi con, nên Alisa buộc phải gặp chồng mình 2 lần một tuần. Tháng 1 năm 2017, Trevor dường như chấp nhận sự thật rằng cuộc hôn nhân của mình và Alisa đã kết thúc. Anh ta nói cần thú nhận mọi chuyện với Alisa, kể cả việc mình đang có nhiều mối tình ngoài luồng, rồi mới có thể ly dị. Alisa nghe xong đã đồng ý đến nhà Trevor để ký giấy ly hôn. Nhưng rồi vào hôm đó, anh ta đã không để Alisa rời đi. Anh ta khống chế vợ bằng cách kề dao vào cổ cô. Dù sợ hãi nhưng Alisa vẫn cố tìm cách để xoa dịu chồng. Sau vài tiếng nói chuyện, với lời hứa sẽ không gọi cảnh sát thì cuối cùng Alisa cũng được anh ta thả đi. Ngay khi rời khỏi đó thì cô đã gọi cho 911. Khi bị thẩm vấn thì Trevor khăng khăng phủ nhận việc mình đã đe dọa tính mạng của vợ. Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng không thấy dấu vết nào trên cơ thể của Alisa để buộc tội người chồng. Sau đó thì cả hai đều nộp đơn xin lệnh cấm đối phương tiếp xúc gần. Alisa cho biết từ khi xảy ra việc này thì Trevor luôn tìm cách để khiến các con chống lại cô. Anh ta nói với chúng rằng cô nói dối cảnh sát nhằm đưa anh ta vào tù. Anh ta cũng tỏ ra đau khổ, nói rằng Alisa đã ngoại tình và đó là nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ. Con gái lớn Aden khi đó 14 tuổi đã phản ứng với mẹ. Từ gợi ý của bố, Aden đã đổ bột pha với nước trái cây lên giường của mẹ. Cô bé còn dùng phấn màu để viết chữ kẻ phản bội lên khắp tường nhà, rồi bỏ tới ở với chỗ bố. Vài tuần sau, Alisa nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ Aden nói rằng cô bé xin lỗi và muốn quay về nhà mẹ. Lúc này, Aden cùng hai em là Gray và Grad ở cùng với mẹ, còn hai người con khác là Landon và Cooper đang ở nhà của bố.
Vào tối ngày 10 tháng 3 năm 2017, Alisa đã đưa hai con Cry và Grad vào ngủ cùng mình, còn con gái lớn Aden ở trong một căn phòng khác. Cô không biết rằng Aden đã bí mật báo tin cho bố. Trước đó thì anh ta đã thuyết phục con gái giúp mình gặp vợ để hòa giải và hàn gắn gia đình. Sau nửa đêm ngày 11 tháng 3 năm 2017, cha vợ đã để con trai 3 tuổi Cooper ngủ ở nhà một mình, sau đó lái xe cùng với con trai 12 tuổi Landon để đến nhà Alisa. Anh ta đã lẻn vào qua cửa sổ phòng ngủ đã được Aden mở sẵn. Cô bé sau đó đã đi ra xe đợi cùng Landon. Vào 3 giờ sáng, Alisa đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc trong phòng ngủ tối đen. Hai con Cry và Grad vẫn nằm bên cạnh. Cảm thấy mặt mình bị ướt, Alisa hoảng loạn kêu lên rằng, ai đang ở trong phòng của tôi? Đáp lại cô là tiếng người đàn ông, bình tĩnh, là tôi đây. Alisa nhận ra đó là Trevor. Anh ta lúc này đang đứng trên người cô và nhỏ nước lên đầu. Alisa sợ hãi ném đồ đạc từ tủ đầu giường vào Trevor, xong cô đã bị anh ta nắm mắt cá chân kéo ra khỏi giường, rồi tiếp tục lôi cô vào phòng khách trong tiếng la hét của Grad và Cry. Hai đứa trẻ đã chạy theo ra đến phòng khách, hét lên rằng, bố đừng giết mẹ. Trevor sau đó đã ra lệnh cho hai con của mình quay lại phòng và tuyệt đối không được ra ngoài. Alisa đã vật lộn cố gắng để thoát thân nhưng bị khống chế. Cô lúc này đã trông chờ Aden, hy vọng con bé khi nghe thấy động tĩnh thì sẽ gọi cho 911. Trong khi đó, Aden hy vọng bố mẹ sau khi nói chuyện sẽ cùng nhau trở về nhà Trevor. Nhưng khoảng 5 giờ thì người bố đã gửi tin nhắn thông báo rằng kế hoạch thay đổi. Hy vọng của Alisa sụp đổ khi thấy con gái lớn bước vào nhà mà không nhìn cô. Trevor bảo Aden rằng hãy lái ô tô chở ba em về nhà của mình dù cô bé mới chỉ tập lái ở bãi đậu xe. Sau khi các con đã rời đi, chỉ còn Alisa và chồng là Trevor và cơn ác mộng của Alisa bắt đầu. Anh ta đã ném Alisa lên giường, dùng khăn để trói cổ tay cô vào nhau. Sau đó, anh ta đã lấy dây đèn trang trí để trói chặt người vợ của mình vào khung giường. Trevor nói lý do anh ta ở đây là để nói lời tạm biệt. Tôi sẽ đi. Tôi đã thuê một chiếc thuyền. Tôi sẽ đi ra vùng biển. Và tôi sẽ biến mất ở đó. Trevor còn khoe anh ta có hàng triệu đô la Mỹ trong tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Alisa không tin và không quan tâm tới những gì chồng đang nói. Cô chỉ có một kế hoạch cho mình là cố gắng giữ im lặng, không chọc giận chồng và có thể anh ta sẽ để cô đi. Trong vòng vài giờ thì Trevor đã cưỡng hiếp vợ hai lần, buộc cổ chân và cổ tay của cô bằng khăn quàng cổ và sợi dây ni lông. Tôi đã đau đớn tột cùng, Alisa nhớ lại. Trevor mang theo một lưỡi dao lam làm vũ khí. Anh ta bắt Alisa uống thuốc cảm suốt cả ngày để khiến cô buồn ngủ. Hắn ta sau đó đã dùng ngón tay cái của cô để mở khóa điện thoại di động, ghi lại những đoạn video thú tội rằng tôi đang ở nhà Alisa, nơi tôi không nên xuất hiện. Tôi đã đánh thức Alisa dậy và giam giữ cô ấy trái ý muốn. Nhưng sau đó Trevor vẫn chưa rời đi. Khoảng 17 giờ 40 phút thì anh ta đã quay trở lại phòng. Hắn ta đã đặt một chiếc gối lên mặt Alisa, rồi sau đó đã đè cả người xuống khiến cô bất tỉnh vì khó thở. Một lúc sau khi anh ta bỏ gói ra thì Alisa bắt đầu tỉnh lại. Cô sau đó đã xin Trevor đừng giết mình, cô chấp nhận sẽ đi cùng anh ta. Trevor cho biết rằng cả hai sẽ cùng đi thuyền đến một quần đảo. Alisa vẫn nghĩ câu chuyện về chiếc thuyền chỉ là một lời nói dối, nhưng đã đồng ý để kéo dài thời gian và nhân cơ hội tìm kiếm cơ hội trốn thoát. Với hai tay bị trói, thì Alisa đã bị Trevor đưa lên xe và được đến cửa hàng dược phẩm để mua thêm thuốc cảm. Cô nhân cơ hội kéo tay nắm để mở cửa, vừa chạy vừa kêu cứu nhưng bị vấp ngã ở bãi đậu xe. Lúc này thì người chồng đã lập tức chạy đến nhấc bụng cô để nhét trở lại xe. Một nhân viên cửa hàng ra ngoài hút thuốc đã chứng kiến mọi chuyện và gọi cho 911. Dù Trevor phóng đi rất nhanh nhưng nhân chứng vẫn kịp nhớ biển số xe. Cảnh sát hạt Billsboro nhận ra đó là ô tô của Alisa và bắt đầu tìm kiếm trên toàn tiểu bang. Anh ta đã lái xe lao vào màn đêm và rất giận dữ. Anh ta bắt đầu la hét, dùng dao lam cắt cổ tay cô để trừng phạt. Trevor lái xe nhiều giờ theo những con đường dọc bờ biển vịnh Tampa. Họ cũng dừng lại nhiều lần, sau đó đã trốn ở vùng nông thôn hẻo lánh trong hơn một ngày. Tại đây, hắn ta viết những lá thư thú tội, kể chi tiết những gì anh ta đã làm. Đó cũng là lời chia tay với các con của họ. Sau đó, Trevor bắt đầu kế hoạch chấm dứt tất cả. Trong hơn một ngày trốn ở vùng nông thôn hẻo lánh, thì Trevor đã viết những lá thư thú tội, kể chi tiết những gì anh ta đã làm với vợ mình là Alisa. Anh ta cũng nói lời chia tay với các con của họ. Sau đó, Alisa đã bị chồng cưỡng hiếp thêm hai lần nữa. Cô nói lúc đó chỉ biết rằng mình cần phải sống sót.
Vào sáng ngày 13 tháng 3 năm 2017, Ever đã lái xe đến một khu nghỉ dưỡng mà gia đình họ từng đến. Anh ta đậu xe sau một thùng rác rồi leo ra hàng ghế sau. Và rồi, một sợi dây được quấn quanh cổ Alisa. Lúc đó, cô chỉ kịp nghĩ rằng mình sắp bị chồng chuẩn bị giết và cuộc đời của cô sắp phải kết thúc. Đột nhiên, hắn ta vội buông tay và lao nhanh qua xe, rồi nhảy vào ghế lái và lập tức phóng đi. Trevor lúc này phát hiện mình đang bị bám đuôi. Hắn ta sau đó đã phóng xe vào một gara. Tại đây, lão đàn ông rút dao lam và bắt đầu tự rạch cổ mình. Khi Alisa hét lên để yêu cầu dừng lại cũng là lúc cảnh sát ập đến. Alisa được giải cứu sau 55 giờ kinh hoàng bị chồng cũ bắt cóc. Tôi đã được kéo ra khỏi địa ngục, Alisa nói. Trong quá trình điều trị ở bệnh viện thì cô đã kể lại toàn bộ những điều mình đã phải trải qua. Trevor cũng bị thẩm vấn từ giường bệnh sau khi các vết thương đã được xử lý. Hắn ta thú nhận đã trói Alisa và úp gối lên mặt cô. Tuy nhiên, gã đàn ông tuyên bố Alisa tự nguyện đi cùng anh ta và cũng sẵn sàng để anh ta trói lại. Trevor sau đó đã bị buộc tội với 11 tội danh, bao gồm âm mưu giết người, bắt cóc, tấn công tình dục và bỏ mặc trẻ em. Tuy nhiên, hắn ta một mực không nhận tội. Vào năm 2022, thời điểm 5 năm kể từ khi Trevor bị bắt giữ, thì việc ly hôn của cặp đôi này đã hoàn tất. Sau những trì hoãn thì phiên tòa xét xử Trevor đã diễn ra vào tháng 8 năm 2022. Luật sư khẳng định Trevor không có ý định giết người, nếu không Alisa đã không thể giữ lại được tính mạng của mình. Tuy nhiên sau đó hắn ta đã sa thải luật sư ngay trên tòa và tự bảo chữa cho mình. Alisa phải đối mặt với chồng cũ, bị anh ta chất vấn trong hơn 4 tiếng. Chủ yếu xoay quanh vấn đề cô có đồng ý quan hệ tình dục và tình nguyện đi theo anh ta hay không. Điều tra viên cho rằng, việc Trevor muốn đứng ra thẩm vấn vợ cũ và các con như một nỗ lực cuối cùng để gây đau khổ về tinh thần cho họ, hoặc để mọi người thấy rằng anh ta vô tội và vẫn đang kiểm soát toàn bộ tình hình. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn đã tuyên Trevor có tội với tất cả 11 tội danh. Hắn ta phải nhận 3 án tù chung thân và 224 năm tù. Hắn ta tuyên bố sẽ kháng cáo sau khi nghe xong bản án. Sau vụ việc, cô con gái 14 tuổi của cặp đôi đã phải mất nhiều năm để vượt qua cảm giác tội lỗi và đánh mất niềm tin vào người khác khi vô tình tiếp tay cho tội ác của bố. Trong khi đó, Alisa đã tìm được một hạnh phúc mới và tái hôn ngay sau đó. Kỳ án về Shito Sakakibara, tông đồ của quỷ hoa hồng. Sát nhân 14 tuổi từng gây chấn động Nhật Bản. Nếu bạn đã từng có cơ hội tìm hiểu qua về những tội ác lớn và gây chấn động ở đất nước Nhật Bản, chắc hẳn bạn không còn lạ lẫm với câu chuyện về một tên sát nhân vị thành niên, phân xác rồi treo phần thi thể của một cậu bé tiểu học bên ngoài trường học. Tuy nhiên, không dừng lại ở việc giết người, thủ phạm còn đặt một mảnh giấy vào miệng cậu bé đã chết như một lời thách thức. Đây chỉ là phần khởi đầu của trò chơi. Các anh cảnh sát hãy ngăn tôi lại nếu có thể. Tôi rất muốn thấy nhiều người phải chết. Bên cạnh những dòng chữ đầy thách thức ấy, kẻ giết người còn sử dụng một biểu tượng hình chữ thập, làm gợi nhớ đến phong cách giết người của sát nhân cung hoàng đạo ở San Francisco, Mỹ, vào cuối những năm 1960. Ngoài ra, xác hai con mèo không toàn vẹn cũng được tìm thấy ở tại hiện trường vụ án xảy ra. Tội ác xảy ra vào năm 1997 ở Kobe, Nhật Bản. Nó đã cướp đi sinh mạng của cả Junhei, 11 tuổi, nạn nhân bị phân xác, và Azaka Yamashita, 10 tuổi, cũng là nạn nhân của tên sát nhân 14 tuổi. Hắn tự gọi mình là Shito Sakakibara, tạm dịch là tông đồ của quỷ hoa hồng. Tên thật của thủ phạm đã không được tiết lộ, vì luật pháp Nhật Bản sẽ bảo vệ danh tính đối với tội phạm vị thành niên. Các tài liệu pháp lý gọi kẻ sát nhân là cậu bé A. Tại sao hắn ta lại giết cậu bé Junhei một cách tàn bạo như vậy? Và tại sao hắn ta lại muốn cảnh sát và truyền thông chú ý đến vậy? Vào ngày 27 tháng 5 năm 1997, thi thể của Junhei, học sinh trường tiểu học tại Nohata, được tìm thấy trước cổng trường. Hay bị kẻ giết người ra tay quá sức tàn bạo khi thi thể không còn được nguyên vẹn. Ngày 6 tháng 6, một lá thư được gửi đến tòa soạn báo Kobe Shimbun. Trong đó Sakakibara một lần nữa thách thức cảnh sát khi đe dọa sẽ giết thêm 3 người mỗi tuần. Trong cơn hoảng loạn, truyền thông Nhật Bản ban đầu đã gọi nhầm cái tên Sakakibara thành Onibara, là quỷ hoa hồng. Bực mình vì điều này, Sakakibara tiếp tục gửi đến những thông điệp mới, đe dọa nếu còn gọi nhầm tên, hắn sẽ còn giết thêm nhiều người nữa. Những tưởng rằng Sakakibara là một tên sát nhân trưởng thành quẫn trí hay điên loạn nào đó, nhưng Nhật Bản một lần nữa rúng động khi kẻ coi sinh mạng như trò chơi kia, hóa ra chỉ là một đứa trẻ vị thành niên.
Một nghi phạm là học sinh trung học 14 tuổi đã bị bắt ngay sau đó và được cảnh sát gọi với tên là cậu bé A. Đứa trẻ này thú nhận đã sát hại Azaka Yamashita, 10 tuổi vào ngày 16 tháng 3, cũng như tấn công ba bé gái khác vào cùng khoảng thời gian. Đi tìm nguyên nhân khiến Sakakibara sát hại trẻ em một cách dã man như vậy, các chuyên gia nhận thấy rằng hồ sơ tính cách của thiếu niên 14 tuổi này là một trường hợp điển hình của hội chứng Hikikomori, là hội chứng tự giam cầm trong phòng, không giao tiếp với bất kỳ ai và luôn nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc. Trong một phân tích về vụ án, nhà báo Gaman đã viết: điều tồi tệ nhất về vụ án Sakakibara là người ta có thể đã ngăn chặn được nó. Tuy nhiên, cả gia đình thủ phạm cũng như Nhật Bản đã không chú ý đến những dấu hiệu báo trước. Trẻ em Nhật Bản phải đối mặt với một kỳ thi cực kỳ khó khăn ở tuổi lên 6. Thành tích vào một trường tiểu học tốt sẽ quyết định toàn bộ tương lai của chúng. Cha mẹ của Sakakibara cũng không ngoại lệ. Họ gây áp lực cho đứa con đầu lòng của mình phải trở thành học sinh xuất sắc ở trường. Mặc dù chuyên gia cảnh báo rằng Sakakibara không ổn định về mặt tinh thần, Sakakibara thường xuyên hành hạ và giết hại động vật như một sở thích. Từ động vật, đứa trẻ này bắt đầu tấn công các bé gái trên đường đến trường. Ngoài góc độ Hikikomori, các nhà phân tích và nhà tâm lý học đã tìm thấy một số điểm tương đồng đáng lo ngại giữa Sakakibara với kẻ giết người hàng loạt Tsutomu Miyazaki. Giống như sát nhân Otaku năm 1989, Sakakibara rõ ràng đã hướng đến con đường bạo lực ngay từ đầu. Sakakibara mang theo vũ khí từ khi còn học tiểu học. Năm 12 tuổi, Sakakibara thể hiện sự tàn nhẫn với động vật như cắt xén xác mèo và giết bồ câu. Sau cuộc tấn công bé gái ngày 16 tháng 3, Sakakibara viết trong nhật ký của mình rằng bản thân đã thực hiện các thí nghiệm thiêng liêng để có thể xác nhận con người mong manh đến nhường nào. Ngoài ra, cảnh sát cũng tìm thấy trong phòng của Sakakibara hàng ngàn tập truyện tranh và các video, phim hoạt hình, khiêu dâm, khiến cho giới chính trị nước Nhật phải kêu gọi hạn chế văn hóa phẩm người lớn. Ở Nhật Bản vào thời điểm đó, người dưới 16 tuổi không thể bị buộc tội như người trưởng thành và được bảo vệ danh tính. Chính vì vậy, Sakakibara hay cậu bé A không phải chịu bất kỳ bản án nào và được gửi đến trường giáo dưỡng đặc biệt dành cho những người phạm tội vị thành niên ở Fuchu, phía tây Tokyo vào tháng 10 năm 1997 để được tư vấn và điều trị tâm thần. Cách xử lý một kẻ giết người điên loạn ở tuổi vị thành niên đã gây ra những tranh cãi ở Nhật Bản. Trong khi luật sư bào chữa của cậu bé A đề nghị dư luận không nên làm ầm ĩ sự việc, vì điều đó khiến cho đứa trẻ này khó tái hòa nhập với xã hội. Trong khi đó, gia đình của các nạn nhân đã hối thúc chính phủ cung cấp cho họ thông tin về hung thủ. Một số người thân của nạn nhân đặt câu hỏi rằng liệu đứa trẻ sát nhân kia có thực sự biết hối lỗi hay không? Năm 2000, trường hợp của Sakakibara đã khiến Nhật Bản phải hạ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 16 xuống 14. Trong một động thái bất ngờ vào ngày 11 tháng 3 năm 2004, Bộ Tư pháp Nhật Bản tuyên bố Sakakibara, 21 tuổi, sẽ được trả tự do sau 6 năm quản thúc ở trường giáo dưỡng. Dư luận ngay lập tức dấy lên sự lo ngại. Khi một kẻ giết người như Sakakibara được tự do ngoài xã hội, nhiều ý kiến đã đề nghị cậu bé A này khi đã đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự và cần được chuyển đến nhà tù. Trước một phần sức ép của dư luận cũng như tính chất cực đoan của tội ác, chính phủ Nhật Bản đã thực hiện một số biện pháp giám sát nghiêm ngặt. Việc trả tự do cho Sakakibara đã được công bố công khai cho công chúng và gia đình của nạn nhân sẽ được thông báo định kỳ về nơi ở của kẻ sát nhân này. Tuy nhiên, quá trình giám sát cậu bé A chỉ kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2004. Ngay sau khi không còn phải báo cáo tình hình với người giám sát, Sakakibara đã chuyển nơi ở 2 lần liên tiếp và sau đó không còn ai biết tung tích hắn ở đâu. Với danh tính giấu kín, Sakakibara sống cuộc đời ẩn dật trong sự lo sợ của người dân Nhật Bản. Vào tháng 6 năm 2015, Sakakibara, khi đó 32 tuổi, đã bất ngờ phát hành một cuốn tự truyện có tựa đề là JK, khúc ca tuyệt vọng, bày tỏ sự hối tiếc về tội ác của mình và kể lại các vụ giết người một cách chi tiết. Bất chấp nỗ lực của các gia đình nạn nhân nhằm ngăn chặn việc phát hành, cũng như một chuỗi cửa hàng sách lớn đã từ chối đưa lên kệ, cuốn sách vẫn nhanh chóng lọt vào danh sách bán chạy nhất của Nhật Bản. Một lần nữa, cái tên Sakakibara năm xưa lại trở thành đề tài gây hoang mang. Bất bình trước điều này, tờ báo Shukan Post đã công khai tên thật của Sakakibara là Shinichiro Azuma, cũng như nghề nghiệp và chỗ ở của hắn cho công chúng Nhật Bản. Shinichiro Azuma có thể không bị trừng phạt vì tội ác của mình, nhưng cuộc sống của hắn sau này cũng sẽ không thể bình yên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì mọi người nhớ ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha.
Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp ý kiến bằng cách bình luận ngay phía dưới video giúp mình nhé.